Lần thứ hai tôi dùng bảo ấn này là ở Hương Cảng, khi cha của cô Madalena Lu ở tuổi 79 bị bệnh. Các vị bói toán đều bảo rằng ông ta chắc chắn sẽ qua đời trong năm này. Ông ta đến gặp tôi xin quy y Tam Bảo để cầu nguyện gia hộ cho ông được sống thêm ít năm nữa. Ông thưa: Bạch thầy, xin thầy giúp cho con được sống thêm một thời gian nữa. Tôi bảo: Vậy là ông chưa muốn chết, tôi sẽ giúp cho ông sống thêm 12 năm nữa, được không? Ông rất mừng vội đáp: Thưa vâng, được như vậy thật là đại phúc. Rồi tôi chú nguyện cho ông ta và ông ta được sống thêm 12 năm nữa. Tuy nhiên, quý vị không nên dùng ấn pháp này để giúp cho người ta khỏi chết hoặc là cứu họ sống lại khi họ đã chết rồi. Nếu quý vị làm như vậy, quý vị trở nên đối đầu với Diêm Vương. Lúc ấy Diêm Vương sẽ nói: Được rồi, thầy đã giúp cho người ta khỏi chết, nay thầy phải thế mạng. Đến khi quý vị gặp cơn vô thường, chẳng có ai dùng bảo ấn này để giúp được cả. Nếu quý vị nghĩ rằng mình có thể sử dụng bảo ấn để cứu mình khỏi chết là quý vị lầm. Diệu dụng của ấn pháp cũng giống như lưỡi dao, tự nó không thể cắt đứt được chuôi dao của chính nó. Nên khi quý vị gặp bước đường cùng thì cũng giống như chuyện vị Bồ Tát bằng đất nung. Bồ Tát bằng đất nung đi qua biển, khó lòng giữ thân được vẹn toàn. Vậy nên nếu quý vị dù đã thông thạo trong khi sử dụng ấn pháp này cũng phải công phu hành trì thêm. Vì lý do này mà tôi ít để ý đến việc riêng của người khác nữa.